Rồi, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đã có cái thời gian rảnh mà để mình review giới thiệu với các bạn cái chiếc máy tuabin. Cũng như mình giới thiệu trước đây là những dòng máy tuabin phân khúc tầm trung, giá có thể hỗ trợ cho tất cả anh em mặt tiếp nào ở Việt Nam có thể xài được hết. Dòng máy này nó dùng các bạn thể loại ví dụ như là về nét. Nét thì đi từ nét nhỏ nét lớn luôn, các bạn có thể can thiệp everything. Còn bóng màu thì các bạn cũng có thể là can thiệp được luôn đó, nhưng mà những cái dòng này là sử dụng kim truyền thống nha các bạn, thì nó rất là tốt. Đây các bạn thấy về cấu trúc máy, các bạn thấy thì ở đây sẽ có một cái biên độ để chúng ta tùy chỉnh cái tốc, là hạn chế được cái biên độ kim đó, là từ 3.0 tới 4.5. còn đây là bộ lưỡi gà nè các bạn, lưỡi gà để từ ly tam tánh. Và đây là cái bánh xe, nó có can thiệp tăng chỉnh được cái step nhanh chậm tốc độ để chúng ta, và cộng hưởng lại cái tốc luôn để chúng ta gia giảm từ cái nét lớn nét nhỏ đó. Cái cách đánh nhanh chậm là do cái thao tác tay của chúng ta, là do ở đây nữa. Được thiết kế nó dựa theo cái nguyên lý của đa cụ pin nha các bạn, nhưng mà mình cải thiện một số tính năng để cho cái dòng sản phẩm nó đúng với ưu việt mình hơn. Đúng với Active mình sử dụng một cách dễ dàng hơn, không có lăng tăng khó trong cái đặt setup đó. Về dòng đa cabin thì các bạn thấy những cái sản phẩm mà các bạn có thể mua những dòng tương tự như này thì ít nhất là cũng phải là từ 20 mấy triệu, nhưng mà dòng này mình bán ở viết giá Việt Nam với mang tính chất hỗ trợ nó chỉ rơi vào 6.9 triệu thôi đó. Và đó, các bạn thấy sự đầu tư về sản phẩm không có thua kém gì đâu, và kể cả có nhiều chi tiết mình còn được update. Và mình nói luôn, cái dòng này nó sẽ khác cái dòng turbo, tuabin nó khác dòng turbo chỗ nào? Là sự tuabin á thì nó sẽ có những cái cấu trúc vận hành đơn giản như đa cabin. Nhưng mà tuabin thì mình sẽ có những cái cơ cấu cấu trúc nó hay hơn rất là nhiều. Vì lý do là sự đầu tư nó về tỉ mỉ, về tính toán về lực, về cũng như là chất liệu và động cơ á thì nó cũng khác luôn. Ở đây á nó cộng hưởng được cái vừa chỉnh được tốc, vừa chỉnh được tốc độ, vừa chỉnh được cái lực cứng mềm luôn các bạn, và nó sẽ có trợ lực của những cái nam châm mà cộng hưởng để chúng ta không cần có lực nhắn để tạo cái mảng màu nhất định nằm ở trên vị trí mình cần. Và ở đây nó sẽ có luôn cái đồ tuôn chịu kim đó, nó không phải vừa dùng sợi dây thun giống như là những cái dòng đa cabin hay những dòng máy khác, nó sẽ khó khăn trong cái chuyện mà chúng ta lúc mà lắp kim vào sẽ khó khăn trong chuyện mà cái cộng dây thun á nó sẽ không chính xác nhất định, và cái tay chúng ta quấn có lực giãn, lực căng thì nó không đồng nhất. Còn cái tuôn này nó sẽ giúp chúng ta là chính xác tối đa trong cái vấn đề mà nó gia giảm giữ cái phần kim, chúng ta không tránh rung lắc đó. Đây là cái chi tiết mà mình cảm thấy rất là hãnh diện, vì lý do là mình đã nghiên cứu nó gần cả nửa năm mới ra được cái tool này. Rất là khó gia công, nó rất là nhỏ mà gọn máy, rồi nó mang tính chất thẩm mỹ, không có bị chúng ta thấy là nó quá kình càng trong những dòng máy trước đây. Ở đây là cái mình dám khẳng định, đây là cái tool đầu tiên mà trên thế giới mình có thể mình làm được cái điều này một cách mà nó hoàn hảo như thế này đó. Thì động cơ đây, động cơ của turbo là động cơ của Firebird, nhưng mà động cơ của tuabin á là động cơ của Mauchi của Nhật nha các bạn. Đó, thì bởi vậy thì cái giá thành nó sẽ được hỗ trợ một cách ưu việt hơn đó. Từ đây nắm siết đến ngoại hình, các bạn thấy xem đây đó. Bây giờ mình khởi động máy cho bạn xem cái lực nha. Mình đang để 6/8, mình đang để 6/8, đây lực 6/8 mà đã quá khủng rồi. Các bạn nhìn cái tay của mình là đẩy không giờ nó gần được, nó không có đứng được đâu, rất là khỏe đó, rất là khỏe. Các bạn có thể nghe âm thanh là các bạn đủ biết được cái lực nó khỏe thế nào này đó. Ở đây là mình có thể làm tăng mình ra vậy đó, đây là lực đó, mình tăng khi mình điều chỉnh nó vô, có thể gia giảm về cái tùy theo cái thao tác tay của các bạn. Cái bộ này là mình gắn ở đây để mình test kim nha các bạn, chứ mình không có cái tuabin này là nó không có được hỗ trợ tool nha. Nhiều lúc mua quay video rồi các bạn thấy nó có hỗ trợ tool mà khi order máy tại sao không có, đây là cái mình nói trước. Vì lý do bạn muốn
bạn muốn xài cái tool này thì bạn phải mua riêng đính kèm, thì cái tool này mình bán với trị giá 1,5 triệu một tool một bộ. Đó, nữa là hay tăng chỉnh tăng giảm rất là đơn giản, và mình có thể là tăng chỉnh cái lực này. Đó, mình có thể tăng chỉnh cái lực này. Đây là mình đã giới thiệu sơ qua cái dòng máy, các bạn hỏi mình là vận hành nó như thế nào thì đó, cấu trúc nó chỉ vận hành bằng, chỉ đơn giản vận hành là chỉnh được tốc và gia giảm cái lực của tốc thôi, và chỉnh được tốc độ của nó đó. Còn với tu bin thì nó sẽ dạng là customer hơn, những cái master, những cái artist mà thuần về những cái á đâu hay là muốn tăng chỉnh everything trong máy là đều có thể làm chủ được nó. Còn đây là mình sẽ tối giản hơn, thì cho các bạn gọi là hoàn thiện trong những kỹ năng mình thì sử dụng nó một cách dễ dàng. Đó, sự khác biệt của hai dòng sản phẩm. Mình nghĩ là đây là dòng sản phẩm là anh em nào mà đã sở hữu nó thì không có một cái gì mà gọi là phải suy nghĩ về cái chất lượng và cái nó có giúp ích các bạn làm việc được không. Mình bảo bấm các bạn nó không bao giờ muốn rời xa những cái cỗ máy như thế này. Mình xin chân thành cảm ơn cái sự ủng hộ của từ các bạn từ trong thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip sau để mình sẽ chia sẻ thêm những sản phẩm kế tiếp. Mình xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn.